Chào chú Lan, hồi nãy chuyện gì xảy ra cho chú? Tôi có cái chân nó đau hơn 7 tháng nay rồi, đi bác sĩ nhưng mà cũng còn đau hoài. Hôm bữa nay tình cờ gặp Thanh, nhờ làm giấy tờ thì Thanh có ba nói rằng nếu mà tin vào Chúa thì có Tin thể chữ với số đó, phải không? chữa hết bệnh cho mình, hay là những cái hoàn cảnh khó khăn gì của mình thì tôi làm theo như vậy. Thì Thanh cũng làm vậy. Trước đây chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, tự nhiên chân tôi giờ đi được gần như bình thường, không có đau nữa. Cảm ơn Chúa mà cảm ơn Thanh nữa. Mà trước đó đau bao lâu? Từ tháng 7 tới bây giờ, Tức là 7 đến năm 12 là có khoảng 7 tháng. 7 tháng mình 7 có bác tháng. sĩ đó, Mà bác sĩ. chứ không phải là một mình đâu. Mà đau là coi như là mỗi ngày. Mỗi ngày mỗi đau vẫn đau, ráng chịu thôi. Ráng chịu. Rồi cái đau đó đó, nó đã đi bác sĩ chuyên khoa. Có đi bác sĩ chuyên khoa không hay là bác sĩ bình thường Bác thôi? sĩ bình thường thôi, Bác sĩ bình thường thôi. còn cách đây mười mấy năm mới có đi bác sĩ chuyên khoa học rồi. Mà bác sĩ bình thường gia đình đó nói anh sao về cái đầu gối của chú? Cho đi chụp X-ray này kia thì nó cũng không có gì hết, Không mình có vẫn gì, đau hoài, nhưng mà mình cứ đau mỗi ngày, đau mỗi ngày, tức là 7 tháng rồi, tức là ngày nào cũng hơn đau, hơn 7 tháng rồi. hơn 7 tháng rồi. Chú giơ cái đầu gối cho coi cái được không? Đầu gối này hồi xưa tại sao mà bị thủng một lỗ như vậy? Bị bắn Bị bắn à, bắn lựu đạn hay bắn đạn chiến tranh, trong thời gian chiến tranh trong thời gian chiến tranh à, thứ 75 trước 75, tức là năm nào? năm 75 Năm 75. Ok, vậy được rồi, được rồi. Bây giờ cảm ơn chú là làm chứng ha, là đã được. Lần hồi nãy là mình đi quanh một vòng ở đây trong cái building này là thấy không còn đau nữa phải không? không. Nhưng mà bình thường đó, bà ngồi nói chuyện khoảng gần 2 tiếng đồng hồ thế này đó, Đứng dậy là không thể nào đi liền là được, đứng dậy không thể nào đi liền được. nó phải chịu 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 một cái rồi ráng đau là mới đi được. Ok rồi, giờ có mừng không, có mừng không? Mừng quá mừng, Mừng chẳng những quá. mừng mà cảm ơn Thanh nữa, mà cảm ơn cái lời ấy của nhà gọi Chúa nữa. Hồi hồi nãy con, trước khi con cầu nguyện đó thì con nói là ai chữa lành cho chú? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Và bây giờ vì con không có biết y khoa phải không, thì nói nhân dân Chúa Giêsu truyền cho cái bệnh này hãy ra khỏi cái đầu gối này phải không? Chú nói là Amen đúng không? Như vậy mình biết chắc là Chúa Giêsu chữa lành cho chú. Chúa Giêsu đang sống chứ không phải là một người mà chỉ còn nói lý thuyết phải không? Được rồi, cảm ơn chú để làm chứng một cái đoạn video ngắn ngắn này để khích lệ những cái người khác ha. Rồi. Không phải khích lệ mà giúp cho họ chữa được những cái mà họ mang trong lòng mà không có chữa được từ nào đến giờ. Đúng rồi, buổi tối chú có biết là buổi tối chủ nhật á, tối nào từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi thì mấy anh em của con cũng có tập trung là cầu nguyện cho người bệnh ở trong một cái nhà thờ bên thành phố Mesa. Tí nữa sẽ cho chú cái địa chỉ, nó là 2540 West Baseline Road, thành phố Mesa, 85202, tức là 2540 West Baseline Road, Mesa, Arizona, 85202. Mỗi buổi tối chủ nhật ha, từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi tối. Nếu mà chú có người nào bệnh đó, mà nhất là những cái bệnh mà nan y đó, không có chữa được mà cần phép lạ đó, mà tin Chúa Giêsu có thể chữa lành, thì cứ mời tới ha, mời tới. Rồi rồi, cảm ơn chú làm chứng về cái công việc đặc biệt của Chúa Giêsu.